Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với Hợp tác xã Công nghệ Cao Nông Tỉnh. Và hôm nay bên mình sẽ làm ra video này để chia sẻ và trả lời một số câu hỏi thắc mắc của tất cả quý vị và các bạn trên YouTube về chi phí thiết kế một nhà màng, nhà lưới là giá hết khoảng bao nhiêu tiền và những yếu tố nào ảnh hưởng đến chi phí thi công và thiết kế nhà màng. Và ngay bây giờ bên mình đã kết hợp với anh Đặng Tổng Tấn, một trong những chuyên gia về thi công và thiết kế nhà màng của Hợp tác xã Công nghệ Cao Nông Tỉnh. Và xin chào anh ạ. Hiện tại là trên kênh YouTube thì có một số khán giả đang quan tâm và tìm hiểu về chi phí thiết kế nhà màng nhà lưới, thì anh có thể là chia sẻ cho quý vị và các bạn biết là hiện tại ở trên thị trường thì đang còn có những nhà màng nhà lưới nào đang phổ biến nhất hiện nay ạ? Vâng, thì hiện nay thì đối với các cái ứng dụng của nền nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và đặc biệt là ứng dụng nhà màng vào cái sản xuất nông nghiệp là phổ biến trên thế giới. Và tại Việt Nam thì các cái nhà màng mà đạt cái tiêu chuẩn để sản xuất các cái sản phẩm sạch trong hệ thống nhà màng thì nhà màng hiện nay người ta phổ biến có hai cái loại nhà màng cơ bản. Một là nhà màng theo mô hình lắp ghép như chúng ta đang thấy ở trong cái mô hình sản xuất tại Hợp tác xã Công nghệ Cao Nông Tỉnh, và mô hình nhà màng là hàn, tức là các cái vật liệu sắt thép được đưa về và được hàn với nhau qua các cái mối hàn. Thì dù ở cái loại hình nhà màng nào thì nó cũng có những cái ưu điểm riêng của nó và đều có thể ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp trên các cái điều trong cái điều kiện sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiện nay. Dạ. Câu hỏi số 2 là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất, đó là chi phí để thiết kế một nhà màng thêm 1.000 m² là hết khoảng bao nhiêu tiền ạ? Vâng. Thì đối với một cái nhà màng á thì cái chi phí thêm 1.000 m² cũng tùy thuộc vào đó là nhà lắp ghép hay là nhà hàn. Thì đối với một cái tính bình quân chung thì đối với cái nhà mà chúng ta dùng công nghệ là nhà hàn thì nó có chi phí nó thấp hơn so với nhà lắp ghép. Đối với nhà hàn thì tùy thuộc vào giá vật liệu, nhưng tại thời điểm hiện nay thì cái chi phí một cái nhà hàn nó dao động từ khoảng 400 đến 450.000 đồng một mét vuông, và đối với nhà lắp ghép thì nó dao động từ khoảng 450.000 đến 500.000 đồng trên một mét vuông. Và câu hỏi số 3 là vậy là những yếu tố nào là có thể ảnh hưởng đến chi phí thiết kế và thi công một nhà màng? Thì đối với cái công tác thiết kế và thi công một nhà màng thì có khá là nhiều yếu tố nó liên quan, như là mặt bằng mà rộng và địa hình mà khá bằng phẳng thì nó thi công phần mà chân móng phần nền sẽ nhanh, rồi là các yếu tố ngoài cảnh như thời tiết trong thời điểm thi công mà nắng nóng quá hoặc thời điểm có mùa mưa kéo dài thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công và ảnh hưởng đến chi phí thi công. Thì về cơ bản thì nếu mà các cái vùng mà thi công mà trên nền địa hình bằng và địa chất tương đối ổn định cũng như là rộng rãi thì điều kiện thiết kế và thi công một cái nhà màng nó sẽ đơn giản và tiết kiệm và hiệu quả. Và câu hỏi tiếp theo nữa là cũng nhiều người quan tâm, đó là thời gian để thiết kế và thi công một cái nhà màng là hết khoảng bao lâu ạ? Thời gian thiết kế và thi công một cái nhà màng thì cũng tùy điều kiện thời tiết, nhưng phổ biến nó dao động tới 1.000 m² thì nó sẽ thi công trong khoảng từ 20 đến 30 ngày tùy các cái yếu tố thời tiết. Và quá trình thi công thì đối với nhà lắp ghép thì thi công còn nhanh hơn so với nhà hàn, vì các cái sản xuất của nó được sản xuất trọn vẹn trong nhà máy, và về thì việc thi công phân móng và lắp ghép thì nó sẽ nhanh hơn. Và vậy hiện tại ở farm Nông Tỉnh là hiện tại là đã còn tổng diện tích đầu tư là bao nhiêu ạ, và chi phí là khoảng bao nhiêu ạ? Đối với cái farm sản, các cái farm sản xuất của Nông Tỉnh thì có rất là nhiều farm, nhưng tại cái farm mà chúng ta đang đứng ở đây, cái farm này có diện tích hơn 2.500 m², và cái nhà này đã được thi công vào hơn một năm trước. Thì với giá vật liệu rẻ thì thời điểm đó nó dao động từ khoảng 270.000 đến 300.000 đồng một vuông, nhưng mà đối với hiện nay thì nó cũng phải có thể dao động lên đến 500 đến 600.000 đồng trên một mét vuông đối với mỗi nhà lắp ghép tiêu chuẩn như thế này. Anh có thể chia sẻ thêm cho quý vị và khán giả biết là hiện tại thì Hợp tác xã Công nghệ Cao Nông Tỉnh đã thiết kế thi công cho những farm nào, và anh có thể liệt kê ra số diện tích và cũng như là tổng chi phí của các farm Nông Tỉnh đã làm được không ạ? Hiện nay ngoài cái farm ở Hợp tác xã Công nghệ Cao Nông Tỉnh đang thi công và sử khai thác và sử dụng ở xóm 4 xã Nghệ Thuần, thì chúng tôi đã kết hợp và đã thi công các cái farm ở thuộc xã Tây Thành với quy mô là 2.300 m² ở Tây Thành và đã đi vào sản xuất, rồi các cái farm liên kết ở tại huyện Nghĩa Đàn, và các cái farm này là hiện nay cũng đã đi vào sản xuất những cái vụ thứ 3, thứ 4 rồi. Và các cái chi phí của các cái farm này thì về cơ bản là thiết kế theo mô hình
lắp ghép, cho nên cũng đang dao động ở cái mức nếu như lắp ghép hiện nay và đảm bảo các tiêu chuẩn sản xuất tương đối hiện đại thì có thể đang dao động hiện nay với giá từ khoảng 500 đến 550 nghìn đồng một mét vuông. Anh có thể là chia sẻ thực tế luôn là hiện tại là farm nào diện tích bao nhiêu và tổng chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Thì cái tổng chi phí thì có một cái đặc điểm là diện tích mà thi công mà càng lớn thì chi phí nó càng rẻ. Vì cùng trên một cái chi phí nhà màng thì như các bạn biết là để có một cái nhà sản xuất mà để đi vào sản xuất được thì nó không chỉ gồm thiết kế kết cấu phần cứng phần nhà màng mà còn có thiết kế cả hệ thống cáp treo, hệ thống đai treo, hệ thống sơ dừa, hệ thống tưới. Thì để đến một cái diện tích rộng lớn dù 2.000 m² hay 3.000 m² thì cũng dùng chung một hệ thống như vậy thì nó sẽ rẻ hơn. Và hiện nay cái tổng diện tích là khoảng trong diện tích khoảng hơn 6.000 m² mà đã có sự liên kết gắn kết và cũng như thiết kế thi công liên quan đến hợp tác xã của người Long Thịnh thì hiện nay họ đã đi vào hoạt động và với cái chi phí ban đầu để lấp đầy cho đầy đủ các cái khoản sản xuất tại thời điểm cách đây một năm thì nó rơi vào tầm khoảng 370.000 đồng cho một mét vuông cho tất cả phun cho toàn bộ sản xuất, nhưng với giá hiện nay thì nó khoảng rơi vào khoảng hơn 600.000 đồng cho một mét vuông đầy đủ các cái yếu tố để chúng ta có thể đưa vào sản xuất được. Có nghĩa là do ảnh hưởng đến yếu tố giá sắt thép lên nên là kéo theo nhà màng lên đúng không? Yếu tố các yếu tố về vật tư. Vậy là câu hỏi tiếp theo nữa là để thiết kế một nhà màng thì khâu chuẩn bị chúng ta cần chuẩn bị những gì ạ? Thì đối với một cái nhà màng để sản xuất thì chúng ta cần từ khâu chuẩn bị ban đầu ngoài thiết kế thi công thì chúng ta phải khảo sát cái địa hình. Trước hết chúng ta tính toán về giải phóng mặt bằng, làm mặt bằng để chúng ta tạo ra một cái mặt bằng sản xuất, rồi khoan giếng để chúng ta kiểm tra để có cái nguồn nước nó sạch và các cái yếu tố về môi trường cảnh quan xung quanh để chúng ta tạo ra một cái môi trường mà nó có cái thông thoáng để tạo được lấy được nhiều cái ánh sáng cho cái nhà kính. Thì những cái khâu chuẩn bị ban đầu này cộng với khâu thiết kế thi công và khảo sát nữa thì chúng ta sẽ có một cái nhà màng tương đối tốt cho phủ sản xuất lâu dài. Thì theo em hiểu là khâu chuẩn bị thứ nhất là mình cần nguồn nước đúng không ạ? Vâng. Hai nữa là điện. Vâng, và khảo sát thi công. Vâng, mặt bằng. Và câu hỏi tiếp theo nữa là hiện tại thì hợp tác xã công nghệ cao Long Thịnh là chuyên thiết kế nhà màng nhà lưới đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu mà khi mà khách hàng kết hợp với hợp tác xã công nghệ cao Long Thịnh thì sẽ có những ưu điểm gì so với các bên khác và những cái lợi thế cạnh tranh của hợp tác xã công nghệ cao Long Thịnh là gì? Vâng. Thì đối với các cái đối tác của hợp tác xã công nghệ cao Long Thịnh thì kết hợp với hợp tác xã công nghệ cao Long Thịnh trong một cái đối tác trọn vẹn thì sẽ được hưởng những cái quyền lợi như là ngoài công tác thiết kế thi công nhà màng các cái công tác về bảo hành bảo dưỡng thì hợp tác xã công nghệ cao Long Thịnh còn tư vấn thiết kế sử dụng khai thác vận hành hệ thống tưới và đặc biệt là cung cấp giống phân bón bảo vệ thực vật và đặc biệt là chuyển giao công nghệ sản xuất với rất nhiều các sản phẩm để phát huy tối đa cái công năng của nhà màng như là dưa lưới, dưa chuột, hoa li li, cà chua và dưa lê. Thì nhiều cái sản phẩm này sẽ được trồng trong nhà kính á, sẽ được anh em hợp tác xã đội kỹ thuật của hợp tác xã của người trong thường chuyển giao công nghệ và hướng dẫn đào tạo nghề để cho các cái nhà vườn dù là mới cũng có thể đi đến sản xuất thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dạ vâng. Thế là có một số các bạn khán giả đang hỏi là nếu mà kết hợp với hợp tác xã công nghệ cao Long Thịnh thì có hợp đồng gì không ạ? Thì kết hợp đồng gì không? Thì đối với các cái đối tác thì đồng ý mà kết hợp với hợp tác xã công nghệ cao Long Thịnh trong việc thiết kế thi công cũng như chuyển giao công nghệ thì hai bên sẽ có một cái hợp đồng đối tác hai bên và có cái hợp đồng chuyển giao công nghệ với một cái chi phí rất là thấp nhằm mục đích là để gắn kết trách nhiệm của hai bên để đi đến một cái sản xuất thành công và hiệu quả cho bất cứ một cái hộ sản xuất hay là một cái doanh nghiệp nào mà có cái nhu cầu kết nối mà đi đến một cái thành công phù hợp nhanh và chúng ta sẽ rút ngắn được cái trả giá trong quá trình mà chúng ta trải nghiệm các cái mới thì chúng ta sẽ được hoàn toàn có những cái chuyên gia, có những cái đội ngũ tư vấn lành nghề và tâm huyết để có thể hỗ trợ cho mọi cá nhân cũng như các cái tổ chức doanh nghiệp trong sản xuất này. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ. Cảm ơn. Vừa rồi là bên mình vừa chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn một số câu hỏi trả lời tư vấn thắc mắc của quý vị và các bạn trên YouTube. Hiện tại thì hợp tác xã công nghệ cao Long Thịnh là một trong những farm chuyên set up các dự án mô hình nhà màng nhà lưới. Ngoài thiết kế thi công nhà màng thì chúng tôi còn có quy trình chuyển giao công nghệ về quy trình trồng trọt
đội ngũ kỹ sư sẽ tư vấn cho tất cả quý vị và các bạn về quy trình trồng trọt và sản xuất tại nhà máy nguồn lưới. Và các bạn nào quan tâm thì hãy bình luận tại dưới video hoặc là gọi điện theo số điện thoại tại phần mô tả video. Và mọi người khi có cái nhu cầu về sản xuất nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong các cái farm sản xuất hoặc là các cái farm để làm các cái mô hình trải nghiệm thì hợp tác xã công nghệ cao Nông Thịnh sẵn sàng sẽ trở thành những người bạn đồng hành và giúp cho các cái đối tác của Nông Thịnh đi đến cái thành công sớm và nhanh nhất và hiệu quả nhất trong các cái quá trình xây dựng và phát triển hệ thống sản xuất bằng hệ thống nông nghiệp công nghệ cao trong các cái nhà màng này. Xin cảm ơn, xin chào tất cả mọi người.